Văn Toàn được huấn luyện viên Park Chung-kia tung vào sân thay Lee Dong-jin ở phút 58, thời điểm Seoul Ilan đã dẫn Bucheon 1995 tới 5-0. Tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ mất 10 phút để thực hiện đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Phút 68, Văn Toàn đón đường chọc khe của Bruno Oliveira, anh ngoặt bóng một nhịp rồi nhả bóng lại cho ngoại binh Brazil cứ lòng đẳng cấp nâng tỷ số lên 6-0 cho Seoul Ilan. Trong thời gian còn lại, Văn Toàn khá tích cực lui về tham gia phòng ngự. Thỉnh thoảng anh còn có vài tình huống phản công đáng chú ý, điển hình như pha tăng tốc đón đường truyền dài phút 90. Văn Toàn đã vượt qua sự truy cản của các hậu vệ và đối mặt thủ môn Bucheon nhưng lại lốp bóng lên trời trong tiếc nuối. Năm bàn trước đó của đại diện thủ đô Hàn Quốc đều đến khá dễ dàng, chủ yếu xuất phát từ những đường truyền hỏng từ sân nhà của các cầu thủ phòng ngự Bucheon 1995. 4 trong số đó được ghi chóng vánh trong hiệp 1 chỉ trong khoảng 10 phút từ phút 24 tới 33 bởi một hat-trick của Lee Si-hyun và một bàn của Bruno Oliveira. Cần nói thêm, Bucheon 1995 đang dẫn đầu bảng xếp hạng K-League 2 sau 3 trận thắng từ đầu mùa. Trong khi đó, Seoul Ilan của Văn Toàn chỉ đứng thứ 12. Chung cuộc, Seoul Ilan thắng 6-0 Bucheon 1995, giành vé vào vòng 3 cúp FA. Huấn luyện viên Park và các học trò sẽ chuẩn bị cho trận làm khách Busan ở vòng 5 K-League 2 ngày 2 tháng 4.